gì vậy? Vì giá sáng mà thôi dài thôi ngắn vậy? À, nghĩ tới chuyện đã qua mà tôi còn vẫn ốc. Mà chuyện gì? Thì cái vụ cháy được rồi đó, rồi muốn chết. Thì phải rồi, cái vụ cháy lớn như vậy, thiệt hại về vật chất về người vậy mà dễ gì mà quên được. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Nhưng mà tôi nói được cái thời gian là cái liều thuốc tiên. Từ từ đó là mọi người cũng quên hết thôi. Muốn quên cũng hơi bị lâu. Thì đó. Nhưng mà những người mà chịu ảnh hưởng nhiều về cái vụ cháy thì không có gì. Mà những người ngoài cuộc đó, tôi nói lúc đầu thì sau vụ cháy ai cũng khẩn trương này nọ, tất cả là phòng cháy đồ dữ lắm. Cứ từ từ được cái họ quên. Họ quên được từ từ cái vô tư, rồi vô lo luôn. Rồi nó không có nghĩ tới mấy chuyện phòng chống cháy nổ lại gì. Trời đất ơi, nghĩ tới mà rầu. Bây giờ hả, riết cái hàng quá nó bày đầy đường luôn, không có lối đi. Rồi chợ còn hấp nhang. Mà đặc biệt cái này nè, chợ chiết ga trong cái dân cư mình á. Trời. Hả? Rồi đưa dân mình vào ở chung cư á hả, coi như là chưa lắp ráp toàn là coi phòng cháy chữa cháy gì hết trơn á. Rồi còn nữa, mấy cái bản quan hiệu quảng cáo gì đó, chà bá lửa luôn, bích luôn. Thôi đừng kể nữa. Trời đất ơi, cái gì đâu mà cái chuyện phòng chống cháy nổ mà cái kiểu như vậy đâu được. Mà anh vậy nè. Sao? Quên cái gì thì quên, nhưng mà đừng có quên một câu. Câu gì? Đừng có đùa với lửa. Vậy mà có người đùa với lửa đó chứ. Hả? Trời đất ơi. Trời ơi Kiều ơi. Em thấy dễ sợ không? Trời ơi, cái gì mà đốt rác nhà mà đốt luôn cả cái cháy luôn cái cột điện vậy rồi. Nói chung là Kiều thấy những người đó rất là liều mạng. Chứ ai đâu mà đốt rác ngay chỗ đó. Từ xưa đến giờ khi Kiều mới vừa vào Việt Nam là Kiều rất là bất ngờ tại sao người ta đốt rác. Và tự nguyện làm điều đó. Chứ thực sự là ở bên Mỹ là có người hút rác. Và nhà nước xử lý rác một cách rất là bài bản. Ở dưới quê thì là đốt cỏ hay là đốt rác ngay gần những cái quốc lộ rất là lớn. Và điều đó nó, thứ nhất là nó không có được thơm cho lắm. Thứ hai là khói nó bốc lên thì mình không có nhìn thấy được phía trước là gì. Với lại là nó không có tốt cho môi trường. Đúng nên rồi. Thật ra là những cái vấn đề này là thực sự là từ lâu rồi Kheo cũng suy nghĩ rất là nhiều. Có một lần chị đến thăm 10 bạn ở một chung cư. Cái khi chị xuống hầm giữ xe để chị lấy xe gắn máy á, thì chị thấy là mấy chú bảo vệ họ bắt một cái bếp lò để họ nấu thức ăn buổi trưa. Mà mình lại thấy là cái hầm là nó quá trời xe luôn. Nó rất là nhiều xe. Mà ai cũng biết trong xe thì nó có cái gì xăng, cái độ nóng của cái hầm thì nó cũng rất là cao. Có phải là cái ban quản lý của chung cư đó họ sơ sài trong cái chuyện quản lý về con người nè, hay là họ cả nể, họ để cứ thôi cho mấy ông làm việc cho nó tốt, thành ra chấp nhận tất cả những điều đó. Kheo thấy cái tình trạng đó nó xảy ra rất là nhiều. Lúc nào cũng nói là do là vì mình không được ra ngoài hay là như thế nào đó, thì người đáng trách là đúng là người chủ ở đó phải cung cấp cho nhân viên những cái quy định nghiêm trọng, không được phép làm như vậy. Nếu như ông muốn làm điều đó thì ông cũng sẽ bị đuổi việc thôi. Ví dụ như là một hai lần. Đúng rồi, phải đúng không? phải quy định rõ ràng. Rõ ràng. Đó thuộc về cái ý thức từng con người chứ không còn thuộc về trách nhiệm của ai. Liệu cái việc mình làm nó hữu ích cho những người xung quanh và liệu nó có an toàn hay không. Và mình không sống một cái lối sống ích kỷ mà mình phải sống cho nhau nhiều hơn. Cái chuyện mà tắt bếp trong gia đình thì mẹ chị người là người lớn tuổi, cho nên là nhiều khi thôi để quạt tí xíu ta đi tí xíu mà. Nhưng mà thật sự ra nhiều khi mình đụng cái chuyện gì đó rồi mình làm luôn, cái mình quên mất là hồi nãy mình đang bực cái điện đó. Thì hy vọng là cái thể là người lớn tuổi thì họ lẩm cẩm, thì trong gia đình mình có người nào đó thì nên nhắc nhở họ thường xuyên chuyện đó thôi. Người dân đốt vàng mã thì ở một số khu nhà cũ, nhà có nhà dùng gián hay tôn thường á, thì đốt vàng mã thường sẽ rất là dễ gây cháy những khu vực đó. Rồi người dân đứng trên lầu quăng điếu thuốc lá hút xong xuống đường hay là những nơi có mút nhựa rất dễ gây cháy. Và cách đây hơn một năm, sát bên cái hẻm nhà chị thôi, thì là hỏa hoạn trên đường Lê Văn Sĩ đó, là quy một gia đình. Điện đó, nhà điện họ không để ý lắm,
nên là khi mà nó bị lâu quá thì nó dễ bị chập điện á, thì mong là ví dụ như mọi người dân sống phải chú tâm hơn về vấn đề điện đóm trong cái gia đình. Mà cứ nhắc nhở là mình phải phòng cháy chữa cháy thế này, mình phải cẩn thận thế kia, nhưng mà được dăm bữa nửa tháng à. Thôi chị nói đại là lì quá đi em. Lì rồi mình xem thường tánh mạng của mình, rồi xem thường tánh mạng của người khác, tổn hại tài sản của biết là bao nhiêu người. Quan trọng nhất là mình biết bảo vệ bản thân mình và những người mình yêu thương. Chứ thực sự là Kyle cũng thấy rất là nhiều người họ nói là làm như vậy tại vì đã làm như vậy từ xưa đến giờ. Nhưng mà thật chất là khi mình xử lý một chuyện thì chuyện đó đã xảy ra rồi. Tại sao mình không xử lý trước đó, để mà mình tránh những cái chuyện mà cháy xảy. Hay là thì không ai nghĩ là nó sẽ một ngày nào đó nó sẽ tới mình, mà mình phải biết chuẩn bị những cái gì sắp tới thì khi chuyện đó xảy ra thì là mình biết đối phó với nó một cách rất là bình thường. Hay là cảm giác như là ở đây là người ta rất là sợ nói một người khác vì sợ nó sẽ gây rắc rối trong cái mối quan hệ đó. Mà ở bên Mỹ là Kyle thích một điều là người dân sống chung với nhau, nhưng mà nếu như ai làm một việc nào đó không đúng theo pháp luật hay là nó gây ảnh hưởng tới những người xung quanh mình thì người đó được phép nói với những người công an phường, công an trong nơi đó để mà người đó bị phạt. Chỉ có một cái cảm giác về phòng cháy ai cũng biết, thế nhưng tại sao ở Việt Nam ai cũng có thể dễ quên chuyện này? Có lẽ là vì họ cũng cuốn theo cái cuộc sống cá nhân của họ và họ nghĩ rằng là bà họa sẽ không đến thăm mình. Thật ra là mình không có dựng dưng được với những cái chuyện này. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mình không biết, không chỉ riêng về việc phòng cháy, chữa cháy, mà những cái việc khác trong xã hội. Vì Việt Nam rất là đông người, tốt nhất là mình biết sống tử tế với nhau, chăm sóc cho nhau nhiều hơn. Vậy thì bây giờ Kêu có thể kể cho chị cũng như quý khán giả nghe là cái cách mà phòng cháy chữa cháy của người dân ở nước em như thế nào, và cái trách nhiệm của họ ra làm sao? Thật ra là nếu như có một cái vùng nào đó mà lỡ bị cháy thì người ta có thể gọi một số và tất cả mọi người trên toàn quốc đều biết số này. Đó chỉ là 911. Và 911 thì nó sẽ liên kết tới những phòng cháy chữa cháy trong cái khu vực đó. Và khi họ được báo là có cháy thì bắt buộc những người trong phòng cháy chữa cháy là họ phải chạy ra tới tận nơi. Từng phòng cháy chữa cháy thì cũng tùy theo cái luật của từng tiểu bang, nhưng mà ví dụ như là sẽ có vài người được cung cấp lương từ nhà nước để mà cung cấp thông tin cũng như là hướng dẫn những người tình nguyện, và họ sẽ được hướng dẫn cách nào để mà dập lửa và bảo vệ tính mạng của những người trong một cái hoàn cảnh gây cháy như vậy. Lúc một chiếc xe đi ngang, một cái chiếc xe chữa cháy thì mọi người bắt buộc họ phải tấp vô lề. Nếu như họ vi phạm cái luật đó thì có thể là người đó bị phạt luôn tới một cái mức nào đó, $500 hoặc là $1,000. Thì người ta rất là sợ. Từng nhà người dân thì bắt buộc là họ phải, trước khi họ xây nhà là họ phải có lối thoát hiểm rõ ràng theo quy định của tiểu bang. Từng phòng một là phải có một cái máy báo cháy. Bên cạnh đó thì phải có một cái bình chữa cháy từng phòng á, trong nhà thì họ mới được cấp phép để mà xây nhà. Những cái chung cư, những cái nhà cao tầng thì bắt buộc họ phải có những cái hệ thống phải đạt tiêu chuẩn quốc tế, hoạt động được kiểm tra thường xuyên. Cái đó mới là cái mà Kyle cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Ngay cả cái việc mà cái máy cháy, báo cháy từng nhà là họ cũng nhắc là xem là có cần thay pin, rồi là những cái điều đó. Thật ra là mình là con người mà mình mắc lỗi, mình cuộc sống mình bị cuốn theo thì đôi khi là mình không có kiểm tra những thiết bị đó, không có quên, không có để ý tới mấy cái đó. Nếu như có một cái vụ xảy ra trong một cái chung cư hay là nhà người dân thì họ sẽ nhắc lại những cái việc đó thông qua thời sự hàng ngày. Thường vào mùa hè thì tất cả những phòng cháy chữa cháy khắp cả nước sẽ tổ chức một cái lễ hội, có những cái trò chơi cũng như là họ sẽ mở từng xe
để cho người dân họ họ biết những chiếc xe và họ biết về cái nghề chữa cháy ở bên Mỹ, thì người ta có hứng thú và họ thấy điều đó rất là thú vị. Thì nếu như hỏi ai ở bên Mỹ là họ muốn làm cái gì khi họ lớn lên, thì rất là nhiều người nói là họ muốn làm người chữa cháy. Họ là những anh hùng của xã hội ở bên Mỹ. Bên cạnh đó thì giáo dục ở bên Mỹ cũng khá là tốt. Những đứa trẻ thì họ được mở rộng thêm kiến thức rất là nhiều về những cái thiết bị chữa cháy. Lỡ có thể là bị cháy thì họ biết cách nào để mà tránh, đối phó. Họ sẽ được xem những cái video clip về cách nào để mà bảo vệ tính mạng của mình trước một cái chuyện như vậy. Ở Việt Nam thì chị Xuân cũng thấy là nó cũng có những cái lớp kỹ năng sống cho trẻ con khi các cháu chưa vào lớp 1 hoặc là các cháu ở cấp 1 chẳng hạn, thì cũng đến đó thì cũng học làm bác sĩ, cũng làm quen với người công nhân nhà máy thì như thế nào, thậm chí cũng có biết về phòng cháy chữa cháy. Nhưng khi chị Xuân hỏi thì các cháu chỉ biết là mình mặc một bộ đồ của một cái người lính phòng cháy chữa cháy và mình giả vờ thế này thế kia, còn hiểu rõ thì các cháu không hiểu. Thì có nên chăng là cái kỹ năng này thì chúng ta sẽ đưa vào trong cả cái các nhà trường để giáo dục cho các em ngay từ nhỏ, mà phải giáo dục một cách kỹ lưỡng và rất là chuyên nghiệp bằng những người có chuyên môn, để ngay từ bé là các thế hệ trẻ là đã có một cái kỹ năng là khi xảy ra sự cố chúng tôi biết cách để đối phó như thế nào. Dạ, em nghĩ là chắc chắn là phải đưa vào học đưa đường. Vào trường học. Theo chủ trương hiện nay thì ba nhà có một bình chữa cháy á, thì mình nên chủ động sắm nhiều hơn, chứ khi mà hỏa tới thì không thể nào mà tránh khỏi. Rồi thứ hai là ý thức vận động mọi người đốt nhang này kia cũng phải canh chừng, chứ không để đốt nhang xong rồi đi ra ngoài đường hay nấu ăn bỏ ngoài đường thì rất nguy hiểm mọi người xung quanh. Cháy nổ như hiện tại bây giờ rất là nhiều. Thứ hai là cái thiết bị của mình á, nên là hy vọng là nhà sản xuất á có lương tâm sản xuất những đồ tốt hơn, đừng có vận dụng những cái đồ phế thải rồi làm lại. Nhiều khi nhìn cái sản phẩm thì rất là tốt, rất là đẹp, nhưng mà thực sự ra là xài không có thời gian, trong nó cháy, nó nổi, nó chập điện lúc nào thì mình cũng không hay. Nếu như có thông tin và mình biết xử lý chuyện thì mình đỡ lo rất là nhiều. Đúng rồi. Người ta sẽ không có bị hoảng loạn nhiều quá. Đã có rất là nhiều lần Kyle chứng kiến cái việc mà một nhà nó bị cháy ngay gần cái vùng của Kyle ở Việt Nam á, và người ta hoảng loạn là họ không biết làm gì. Họ không biết làm gì, họ chỉ biết là ok bây giờ là ra khỏi nhà và đi xa thật xa. Tại vì họ sợ là lửa nó sẽ không kịp thời và nó sẽ cháy hết cái vùng đó. Người ta sống trong một cái sự hoảng sợ mà Kyle thấy rất là thương cái suy nghĩ là bây giờ chết rồi là ra khỏi nhà và chạy đi. Cái kiểu như vậy, tại vì họ có thể là không ý thức được, hay là họ không biết cách nào để đối phó. Tất cả những điều này có lẽ là người Việt Nam có biết, chỉ có cái là chúng ta biết và chúng ta cho nó qua, và chúng ta nghĩ rằng bà hỏa chắc giếng ai chứ không có giếng mình. Thăm ai đấy chứ không có thăm mình, mà chúng ta quên rằng chuyện có thể xảy ra với bất cứ ai trên đời nếu như chúng ta không cẩn thận. Thực sự là rất là cần cái sự chuẩn bị trước về kiến thức. Có rất là nhiều lần Kyle thấy là những cái lối thoát hiểm được làm thành một nhà kho của người dân, mà điều đó là Kyle thấy nó rất là nguy hiểm. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì không thể nào thoát hiểm được. Kyle nghĩ là không chỉ riêng người Việt Nam, mà ngay cả cái tình trạng của con người là họ lúc nào cũng nghĩ là chuyện không may mắn nó sẽ không đến với mình. Nên thật ra là họ phản ứng không kịp thời. Cái giá trị của tài sản thì mình có thể mua lại, nhưng mà tính mạng mình không mua lại được. Một khi mình mất sức khỏe và mình mất tính mạng thì coi như là mình mất hết tất cả. Chuyện phòng chống cháy nổ không chỉ là trách nhiệm của cơ quan phòng cháy chữa cháy, mà cũng là còn trách nhiệm của mọi người dân đang sinh sống ở đất nước này. Mong quý vị sau khi nghe chương trình này sẽ luôn có những góp ý rất là chân thành với chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau.